khách. Hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2019, thì Luân xin trân trọng giới thiệu với một số hoành phi và cuốn thư câu đối bằng gỗ gụ, gỗ hương được Thành Luân chúng tôi là vừa hoàn thiện xong cho một số khách hàng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Và trước tiên, hai bộ này là của chúng tôi là bộ bằng gỗ gõ đỏ chữ Việt và một bộ chữ nho gỗ gụ. Và hai bộ này là của gia đình nhà Bắc Côi ở thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hải Dương. Trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã đặt hàng. Và một bộ cuốn thư câu đối lòng máng và gỗ gụ của một khách hàng đến từ Hải Phòng. Và một bộ cuốn thư bộ hoành phi câu đối bằng gỗ hương đỏ của Lào, xịn, thằng hương Lào của cô khách hàng đến từ Hà Đông, Hà Nội. Đấy, và có rất nhiều cũng hàng từ giờ đến Tết. Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp năm 2018, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày Tết Nguyên Đán. Thì là Thành Luân chúng tôi trong 10 ngày này chúng tôi sẽ bàn giao độ khoảng 22 bộ cuốn thư câu đối cho các khách hàng nữa. Ở đây hiện tại là có 3-4 bộ thôi. Đó, 22 bộ chúng tôi đang hoàn thiện, là 22 bộ nữa từ giờ đến Tết là phải lắp đúng 22 bộ nữa cho khách hàng. Rất nhiều về cuốn thư câu đối. Và những khách hàng nào đã về với Thành Luân chúng tôi rồi có thể thấy được các sản phẩm và cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối Thành Luân chúng tôi tràn ngập. Quá nhiều, có 100 bộ cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối đang trưng bày tại cơ sở. Đấy, và từ giờ đến Tết thì chúng tôi còn 22 bộ câu đối, cuốn thư và hoành phi câu đối cho các khách hàng nữa. Rất nhiều các đơn đặt hàng mà Thành Luân chúng tôi phải kịp hoàn thiện trong cái dịp tháng Chạp này để cho khách hàng tiện chơi ở Tết. Ngày hôm nay là tôi giới thiệu sơ qua vài bộ này thôi. Vài bộ này là của khách hàng Hưng Yên, khách Bắc Côi ở Hưng Yên là 2 bộ, và một khách hàng ở Hải Phòng là 1 bộ, và một cô Hiền, nếu không nhầm là cô Hiền, cô đến từ Hà Đông, Hà Nội, bộ hương đỏ của Lào. Rất chi là đẹp, rất đỉnh cao. Video quý vị đang xem, tôi quay tại cơ sở 1 của Thành Luân nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và Thành Luân chúng tôi thì chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, và chúng tôi nhận thi công, thiết kế, lắp đặt nội thất phòng thờ. Và các phòng thờ lớn chúng tôi là có đội ngũ thợ thi công, lắp đặt và chế tác. Và quý khách cũng đừng quên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân tôi trên YouTube, và đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục được nhận được các thông báo của Thành Luân tôi cập nhật các sản phẩm hàng ngày. Rất chìa đẹp, cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối rất nhiều. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.